Nghe mẹ nói không đi học thì hốt phân trâu. Cô bé không tin cho đến khi nó thành sự thật. Thấy con trai quả quyết không muốn đi học, người mẹ bất lực biết rằng không thể khuyên giải một cách bình thường, nên đành nói với con rằng không đi học thì chuyển sang đi hốt phân trâu kiếm sống. Vừa hay trên đường lại có sẵn một đống phân trâu còn mới nguyên, ướt át tươi xanh. Người mẹ quyết định dừng xe, lấy ra một chiếc túi ni lông lớn, mở ra trước mặt con trai với dáng vẻ hết sức là khẩn trương, yêu cầu cậu con trai phải bóc bằng tay không hết đống phân trâu trước mặt. Chỉ cần hốt sạch sành sanh đống phân trâu thì không cần phải đi học nữa. Dành cho nè. Dành cho nè. Đâu có đi học đâu có trâu. Không rõ là do cậu bé quan ngại trước cái đống bầy nhầy đậm đà hương đồng cỏ nội, hay là cảm thấy tự ái trước nụ cười dần mất nhân tính của thanh niên cameraman, mà cậu bé đã lựa chọn quay xe vào phút thứ 89. Từ chối giao kèo với người mẹ hiền yêu dấu, nói ít làm nhiều. Hình ảnh hai mẹ con vui vẻ vui đùa với nhau vào một buổi sáng tinh sương bên đống phân trâu nồng nàn mùi cỏ đã khiến cho cộng đồng mạng không sao nhịn được cười. Một số bình luận được dân mạng để lại: may là bà già chưa gặp thằng Liều, chứ lúc trước coi có em bé kia ẻm bóc thật luôn á. Tính ra cái thằng bé định bóc rồi, nhưng ông kia cười tới nỗi mà nó tự ái luôn, dũng khí đâu mà bóc nữa. Ôi xem clip mà tôi sợ thằng bé nó bóc thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.